Kính thưa quý vị, hàng chục ngân hàng phá sản, công ty, nhà hàng thì đóng cửa, thành niên thất nghiệp, bất động sản đóng băng, Bắc Kinh chìm dần trong khủng hoảng nợ nần. Vì sao lại như vậy? Từng một thời giàu quá đến mức đau đầu thì nay tiền đi đâu hết? Và ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng xem xem Trung Quốc phóng tay đốt tiền vào những việc gì quý vị nhé! Vâng quý vị thân mến, sau hơn 40 năm kinh tế tăng trưởng nóng đến mức chóng mặt, thì giờ đây, Trung Quốc bỗng rơi vào cảnh tứ bể khốn khó, mất ăn mất ngủ, tìm cách đối phó với núi nợ khổng lồ. Thuật ngữ đập nồi bán sắt, ý là tìm mọi cách để có tiền, kể cả là phải đập đi cái nồi, thanh lý thiết bị bán ve chai, đồng nát cũng được. Theo trang Zhiputav The cho hay, đập nồi bán sắt mới đây đã trở thành một từ rất nóng trong giới quan chức Trung Quốc. Theo chuyên gia về Trung Quốc Vương Hữu Quần, thì thuật ngữ đập nồi bán sát này có nguồn gốc từ Trung Nam Hải, vốn được lấy từ văn bản số 47 là các biện pháp tăng cường quản lý các dự án đầu tư của chính phủ theo phân loại ở các tỉnh trọng điểm do Quốc vụ Viện Trung Quốc ban hành vào tháng 12 năm 2023. Văn bản liệt kê 12 khu vực gồm có Thiên Tân, Nội Mông Cổ, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Quảng Tây, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam, Cam Túc, Thanh Hải và Ninh Hạ là các tỉnh trọng điểm, yêu cầu các tỉnh này phải tập trung toàn lực để giải quyết rủi ro nợ địa phương, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư mới của chính phủ. Như vậy, nguyên nhân sâu xa của hiện tượng đập nồi bán sắt này là khủng hoảng nợ. Khủng hoảng nợ của chính quyền Trung Quốc sâu sắc và nghiêm trọng đến mức nào? Theo Tiến sĩ Vương, đến năm 2022, nợ của chính quyền trung ương và địa phương là 114.000 tỷ nhân dân tệ, nợ của các doanh nghiệp nhà nước phi tài chính là 220.000 tỷ nhân dân tệ và nợ của hệ thống tài chính ít nhất là 56.000 tỷ nhân dân tệ. Kết hợp lại, tổng cộng những khoản nợ này là 390.000 tỷ nhân dân tệ. Con số này cao hơn 3 lần GDP của Trung Quốc. Để dễ hình dung hơn, nếu chúng ta so sánh Trung Quốc như một đại công ty do chính quyền Trung Quốc kiểm soát, thì doanh thu đại công ty này hàng năm sẽ là 120.000 tỷ nhân dân tệ, thế nhưng nợ phải trả lên tới gần 400.000 tỷ, hiện đã cận kề bờ vực phá sản rồi. Đây có thể là lý do tại sao mà nhiều quan chức từ Bắc Kinh cho đến các nơi khác đều lớn tiếng kêu gọi cần đập nổi bán sắt. Vậy thì liệu cuộc khủng hoảng nợ của Bắc Kinh có thể được giải quyết bằng cách đập nồi bán sắt hay không? Câu trả lời là không thể giải quyết được. Bởi vì cuộc khủng hoảng này suy cho cùng là do chính sách của Trung Quốc gây ra mà bản chất sẽ không thay đổi được, bởi lẽ Bắc Kinh luôn đốt tiền như thế và nó sẽ không thể dừng lại. Sau đây sẽ là một vài ví dụ được nêu ra để minh họa. Đại nhảy vọt bằng đại thua lỗ. Bởi vì Trung Quốc quá lớn đi nên có rất nhiều thứ cần gắn với chữ đại. Có đại nhảy vọt vào cuối năm 1950, đại cách mạng văn hóa vào những năm 1960, đại thảm sát Thiên An Môn, đại thảm sát Tân Cương, Tây Tạng và Pháp Luân Công. Và giờ đây là đại dự án, dự án về canh đảo. Theo Tiến sĩ Vương, gần đây 6 tỉnh gồm có Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Quảng Đông và Hồ Bắc đang dốc tiền cho việc xây dựng kênh đào lớn với tổng vốn đầu tư lên tới 850 tỷ nhân dân tệ. An Huy chi 95 tỷ nhân dân tệ để xây dựng kênh đào Giang Hoài đã thông xe vào năm ngoái. Quảng Tây chi 68 tỷ để xây dựng kênh Bình Lục dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Hồ Bắc có kế hoạch chi 74,8 tỷ nhân dân tệ để thông kênh kinh Hán, giúp cho sông Trường Giang dẹp cong bẻ thẳng. Hà Nam dự kiến đầu tư là 141,6 tỷ nhân dân tệ để xây dựng 47 dự án giao thông thủy nội địa nối với sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và sông Trường Giang. Còn Hồ Nam thì có kế hoạch chi 150 tỷ để mở kênh Tương Quế kết nối nó với vịnh lớn và có được hai cửa ngõ chính ra biển. Giang Tây có kế hoạch đầu tư 320 tỷ để xây dựng kênh đào Chiết Giang, Giang Tây, Quảng Đông, vượt qua kênh đào lớn Bắc Kinh, Hàng Châu và trở thành kênh đào dài nhất thế giới. Đại dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc đang bị tổn thất nặng nề, đường cao tốc và hàng không dân dụng cũng đang bị tổn thất rất lớn, tàu điện ngầm ở 29 thành phố hoạt động thua lỗ, nợ vượt 593 tỷ đô la Mỹ. Giờ đây, đại nhảy vọt về kênh đào chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất to lớn. Ông Vương Duy Lạc, một chuyên gia về thủy lợi hiện đang sống ở Đức, cho rằng kế hoạch kênh đào lớn mà chính quyền Trung Quốc đang thực hiện là đi ngược lại tự nhiên và phản khoa học. Chính quyền Trung Quốc hiện đang rất thiếu tiền, khắp các địa phương đều thiếu tiền, vậy mà họ vẫn đang chăm chỉ thực hiện các dự án, họ đang làm gì vậy? Chính là đang tìm đến cái cửa tử. Đốt tiền ở eo biển Đài Loan, Người dân Đài Loan đang an cư lạc nghiệp, nếu không có Bắc Kinh gây rối thì nơi đây có lẽ là một xứ sở đào viên hiếm có trên thế giới. Ở Trung Quốc đại lục vẫn còn có khá nhiều người gặp khó khăn trong việc ăn uống, học tập, tìm việc làm, kết hôn sinh con, tìm nhà ở, khám bệnh và phụng dưỡng người già. Người dân Trung Quốc đại lục rất cần có một cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã và đang đốt tiền ở eo biển Đài Loan. Vì sao lại là đốt tiền? Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Đài Loan, thì vào năm 2020, máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm phạm không phận Đài Loan 380 lần, năm 2021 là 960 lần, đến năm 2022 là 1727 lần và năm 2023 là 1709 lần. Còn đến năm 2024 thì sao? Theo tiến sĩ Vương Hữu Quần, từ tháng 1 cho đến tháng 8 vừa qua cũng đã có vài trăm lần máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm Đài Loan mỗi lần máy bay quân sự Trung Quốc quấy rối Đài Loan tiêu tốn bao nhiêu tiền, chính quyền Trung Quốc sẽ không bao giờ công bố những số liệu này. Tuy nhiên, Đài Loan từng có một con số thống kê. Trong năm 2020, tính đến ngày 7 tháng 10, Đài Loan đã điều động tổng cộng là 2.972 phi cơ chiến đấu để theo dõi và ngăn chặn sự can thiệp phi cơ Trung Quốc và họ phải chi sắp xỉ là 850 triệu đô la Mỹ. Vậy thì kể từ khi đại dịch Vũ Hán bùng phát vào năm 2020 thì Trung Quốc đã thực hiện hàng chục cuộc tập trận nhắm vào eo biển Đài Loan, có rất nhiều tàu chiến và tàu sân bay đã tham gia quấy nhiễu, những thứ này chưa tính chỉ riêng khoản mà Bắc Kinh chi cho các phi cơ thôi thì không biết họ đã đốt bao nhiêu thuế cho người dân rồi. Nếu quý vị theo dõi thì ở trong chương trình trước chúng ta cũng thấy rằng biển Đông thường dậy sóng, năm nay sóng mà Bắc Kinh gây ra xem chừng thì còn dữ dội hơn, nhất là đối với Philippines và Nhật Bản. Mỗi cơn sóng vậy cuốn đi bao nhiêu tiền? Phóng tay tiêu tiền ở ngoại quốc để có được phiếu bầu thì tiếng nói ủng hộ trên trường quốc tế, ví dụ như là các quốc gia phát ngôn có lợi cho Bắc Kinh kiểu như tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc chính quyền Trung Quốc đã thực ra có thể phải chi trả rất nhiều tiền. Thiếu tướng Kim Nhất Nam, giáo sư tại Đại học Quốc phòng cho rằng, hàng năm Trung Quốc chi rất nhiều tiền ngoại giao cho vấn đề Đài Loan. Nếu tính toán ra thì đó tuyệt đối là một con số khổng lồ. Còn giáo sư Kim Sán Vinh tại Đại học Nhân dân Trung Quốc thì cho hay, thống kê của Đại học Thanh Hoa cho hay, đại khái là chúng tôi chi khoảng 30 tỷ nhân dân tệ mỗi năm để duy trì nguyên tắc này. Nguyên tắc một Trung Quốc, một năm chi 30 tỷ, 10 năm là 300 tỷ. Khi các quốc gia con nợ của Trung Quốc rơi vào cảnh khó khăn, tiền đó coi như là tiêu mất. Ví dụ như là vào ngày 7 tháng 6 năm 2020, Bắc Kinh tuyên bố tạm dừng trả nợ cho 77 quốc gia và khu vực đang phát triển. Mặc dù nói là tạm dừng, kỳ thực các quốc gia và khu vực này thực sự rất nghèo và không có khả năng trả nợ. Hoặc là như ngày 19 tháng 8 năm 2022, chính quyền Trung Quốc tuyên bố miễn 23 khoản nợ vay không lãi suất mà 17 quốc gia châu Phi phải trả cho Trung Quốc vào cuối năm 2021. Một bản tóm tắt chính sách từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Phát triển Toàn cầu tại Đại học Boston ước tính rằng, lần đó, Trung Quốc xóa một khoản nợ không lãi suất của châu Phi giao động từ 45 triệu đô la Mỹ đến 610 triệu đô la Mỹ. Vào ngày 26 tháng 7, nhật báo Campuchia đưa tin, Trung Quốc dẫn đầu về số lượng viện trợ cho Campuchia. Từ năm 2015 cho đến năm 2022, bình quân viện trợ của Trung Quốc cho nước này là 776 triệu đô la Mỹ một năm. Có bao nhiêu dữ liệu thực tế về hoạt động chi tiêu tiền tệ quy mô lớn của chính quyền Trung Quốc ở nước ngoài, người dân Trung Quốc không có cách nào để biết. Chỉ xét riêng các giao dịch trên thì chắc hẳn đó là một con số rất lớn. Nhìn khắp thế giới, Bắc Kinh có được mấy người bạn thực sự và chính sách ngoại giao của Trung Quốc được duy trì bằng cách giải tiền. Trung Quốc tuy đang nợ nần chồng chất, thế nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục phải giải tiền để duy trì các mối quan hệ. Càng chi cho ổn định thì lại càng loạn. Kể từ năm 2009, trong 7 năm liên tiếp, ngân sách an ninh công cộng của chính phủ trung ương Trung Quốc đã vượt quá chi tiêu quân sự. Cái gọi là quỹ ngân sách an ninh công cộng thường được thế giới bên ngoài hiểu là chi phí duy trì sự ổn định. Năm 2020 là năm xảy ra đại dịch, theo báo cáo của tờ Nikkei Asia thì duy trì sự ổn định của Đảng Cộng sản Trung Quốc chi tiêu an ninh công cộng lên tới 210 tỷ đô la Mỹ, không chỉ tăng hơn gấp đôi sau 10 năm mà còn vượt quá 7% chi tiêu quân sự trong cùng năm. Kể từ đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2022, chính quyền Trung Quốc đã đặt việc bảo vệ quyền lực và tính mạng của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lên ưu tiên hàng đầu. Điều này cũng có nghĩa là chi phí duy trì sự ổn định thực tế chắc chắn là cao hơn trước đại hội lần thứ 20. Theo dữ liệu ngân sách do Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc công bố, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đạt 1,6 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2024, mức tăng hàng năm là 7,2%. Thời gian qua, Trung Quốc thường xuyên nổi lên biểu tình chi phí duy trì sự ổn định thực tế của Bắc Kinh có thể sẽ cao hơn 1,6 nghìn tỷ để chi tiêu quân sự. Bắc Kinh ngày nay đang bị khủng hoảng tứ phía từ trong cho đến ngoài, vậy là đã rơi vào một vòng luẩn quẩn càng giữ ổn định thì lại càng bất ổn. Chi phí duy trì sự ổn định cũng đã trở thành động không đáy. Đốt tiền trong cuộc bức hại Pháp Luân Công như quý vị từng theo dõi trong các chương trình trước thì chính quyền Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Công tin vào chân thiện nhẫn trong hơn 25 năm qua và cuộc bức hại này vẫn đang tiếp tục. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ trang web minhhuệ.net, từ tháng 1 cho đến tháng 6 năm nay, có 2.714 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc và sách nhiễu trên khắp đất nước, 447 người bị kết án bất hợp pháp và 69 người đã tử vong trong cuộc đàn áp. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công này được ví như cuộc đại thảm sát kéo dài lâu nhất lịch sử kể từ khi kết thúc cách mạng văn hóa 10 năm phạm vi đàn áp cũng là rộng nhất trên toàn thế giới, có số lượng người tham gia đông nhất hàng trăm triệu người và sử dụng những thủ đoạn khủng bố nhất, bao gồm cả việc thu hoạch nội tạng sống trên quy mô lớn của các học viên pháp luân công, đồng thời là phong trào chính trị có ảnh hưởng tồi tệ nhất trong và ngoài nước, đầu độc vô số người trong và ngoài nước chính quyền Trung Quốc đã huy động tất cả các bộ máy nhà nước vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công này, bao gồm hệ thống phòng 610 từ chính quyền Trung ương cho đến cơ sở, cùng tất cả các cơ quan quyền lực khác như là công an, tòa án và các hội ban ngành, cùng toàn bộ bộ máy tuyên truyền, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình và Internet. Chính quyền Trung Quốc có văn phòng đại diện, đại sứ quán, lãnh sự quán tại hơn 100 quốc gia và khu vực. Tại hải ngoại, Bắc Kinh thành lập các tổ chức mặt trận thống nhất và cài cắm gián điệp trong các mục tiêu của mặt trận thống nhất. Số liệu thống kê về lương, phụ cấp và tiền thưởng năm 2018 của phòng 610 Cáp Nhĩ Tân mà dị vục tham có được cho thấy, thu nhập bình quân đầu người hàng năm của các quan chức phòng 610 lên tới khoảng 200.000 nhân dân tệ gấp 7 lần thu nhập bình quân đầu người của các cư dân thành thị ở tỉnh Hắc Long Giang và gấp 14 lần thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn. Vậy còn mức lương phụ cấp và tiền thưởng hàng năm cho mỗi quan chức của phòng 610 quốc gia là bao nhiêu? Đây cũng là một con số khổng lồ. Trong những ngày đầu, Giang Trạch Dân đã huy động tới 1 phần tư ngân sách GDP của Trung Quốc để đàn áp Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp đã kéo dài 25 năm qua hỏi tổng số tiền mà Trung Quốc đã chi vào việc này khổng lồ đến cỡ nào, biết bao nhiêu nghìn tỷ nhân dân tệ. Quay trở lại với việc Trung Quốc đốt tiền đi đâu, thì quý vị thân mến, mục đích cho việc phóng tay của chính quyền Trung Quốc là gì? Hẳn chúng ta cũng có cái nhìn tổng quan sau câu chuyện hôm nay mà Nguyên Ngọc vừa kể cho quý vị nghe nhớ lại vào những năm 1980 sau khi chính quyền Trung Quốc nới lỏng xã hội người dân Trung Quốc vốn thông minh cần cù lại thêm như được cởi trói vậy là đã dốc hết sức cần mẫn mà làm ăn công nghệ và tiền phương Tây đầu tư đổ vào Trung Quốc ví như là thác chảy vào thời điểm đó bên ngoài khó mà tưởng tượng được theo thống kê thì đầu tư trực tiếp của Mỹ và Trung Quốc từ năm 2000 cho đến năm 2016 đã lên đến gần 800 tỷ đô la Mỹ từ năm 1979 đến năm 2015, tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Trung Quốc đã lên đến hơn 1.642 tỷ đô la Mỹ. Sức tiêu dùng nội địa từ hơn 1 tỷ người cùng với sức sản xuất như công xưởng của thế giới khiến cho Trung Quốc như thể giàu có sau một đêm. Nhiều tiền quá, chi tiêu thế nào cũng không hết, cũng khiến cho họ phải muộn phiền. Tuy nhiên, thì như quý vị đã thấy, các chính sách đốt tiền của Bắc Kinh, thêm vào đó là chính sách sói lang bạo lực khiến cho xã hội phương Tây quay sang bài xích người Trung Quốc. Vậy là dòng tiền không chỉ bị đốt đi mà cũng đang tháo chạy khỏi Trung Quốc, khiến cho Bắc Kinh dần lún sâu trong núi nợ. Các chính sách hà khắc khiến cho Trung Quốc khủng hoảng lại thêm khủng hoảng. Vậy nên mới sinh ra kế đập nồi bán sát vừa rồi. Vậy thì đập nồi của ai và bán sắt của ai, rốt cuộc cũng là đập nồi của người dân và bán sắt của người dân Trung Quốc mà thôi. Với tình cảnh như hiện tại thì rồi Trung Quốc sẽ đi về đâu và nhận lại gì? Xin được tạm khép lại video hôm nay và Nguyên Ngọc cũng muốn lắng nghe những lời bình luận từ chính quý vị. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến giây phút cuối cùng và đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi cho nhiều người hơn được biết đến. Chúng tôi là chương trình Khỏe Tự Nhiên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.